Kinh Úc Cà La Việt Vấn Bồ Tát Hạnh. Đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ Người Nhục Chi Dịch. Phẩm thứ nhất, Thượng Sĩ. Nghe như vậy, một thuở nọ, Đức Phật du hóa tại nước Xá Vệ, vườn Kê Đà, tỉnh Xá Các Cô Độc cùng với đại chúng tỳ kheo 1.250 vị cùng với Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Nguyện Thủ, Bồ Tát Trì Ác, Bồ Tát Quan Thế Âm, đủ 5.000 người. Lúc bấy giờ Thế Tôn cùng với vô số trong ngàn người tụ hội trong buổi thuyết pháp. Ở trong đại thành Xá Vệ có một vị trưởng giả giàu có tên Úc Ca, cùng với trưởng giả Hảo Hỷ, trưởng giả Hảo Thán, trưởng giả Thiện Thí, trưởng giả Hữu Lượng, trưởng giả Sở Lạc, trưởng giả Thường Thanh Văn, trưởng giả Thí Danh Văn, trưởng giả Hữu Danh Văn, trưởng giả Thiện Tài, trưởng giả Tuân Hành, trưởng giả Các Cô Độc, trưởng giả Tân Kỳ, trưởng giả Sủng Cồ Túc, trưởng giả Thẩm Lượng. Mỗi vị trưởng giả cùng với 500 quyến thuộc cùng nhau ra khỏi đại thành Xá Bệ đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh Phật 3 vòng rồi trở về chỗ ngồi một bên. Tất cả đều ở nơi chí đại thừa, trồng nhiều công đức, có thể quyết định thành tựu đạo vô thượng chánh chân. Lúc ấy, Úc Kè thấy sự hội họp đông đủ, các vị trưởng giả liền nâng oai lực của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Con có chỗ muốn hỏi một duy nguyện Thế Tôn, dùng phương tiện quyền xảo xót thương vì con giải rõ. Phật dạy có điều gì cần hỏi cứ hỏi, ta sẽ vì ngươi mà nói khiến ngươi hoan hỷ. Ok bạch Phật, nếu có người thiện nam kẻ thiện nữ nào phát tâm vô thượng chánh chân, muốn học trí tuệ vô lượng nơi Phật, học theo đại thừa, nguyện trú đại thừa, khuyến phát đại thừa, nương vào đại thừa, hiểu rõ đại thừa, cầu tất cả mọi người đều được an ổn, cứu hộ tất cả mọi người phát khởi đại thừa, người nào chưa độ ta sẽ độ, người nào chưa giải thoát ta sẽ giải thoát, người nào chưa an ta sẽ làm cho an, người nào chưa chứng niết bàn ta sẽ làm cho chứng niết bàn, ta sẽ trừ tất cả những gánh nặng cho mọi người. Chí nguyện, chí thệ nguyện ở đạo vô thượng, nguyện vô lượng kiếp sanh tử, nhiều lỗi lầm ác nghiệp tâm không nhàm chán, vô số kiếp trần lao đanh vây tâm không xả bỏ, hoặc cầu đạo Bồ Tát tại gia xuất gia, muốn đầy đủ Phật pháp, khéo tăng thêm lòng thương xót đối với chư thiên loài người, đem đại thừa đó nuôi lớn tất cả, không ngừng học hỏi giáo lý Tam Bảo, trụ lâu dài trong nhất thiết trí, muốn đầy đủ huệ ấy của Sinh Thế Tôn, nói về giới đức của Bồ Tát tại gia, khiến người nghe được lời dạy của Như Lai đạt bất thối chuyển thành đạo vô thượng chánh chân, đời này đời sau đạt đến chỗ ấy. Mọi người còn mọi người vươn lên như Bồ Tát xuất gia, xả bỏ ái dục, có lòng tin giữ đạo, cạo bỏ râu tóc, là vị tỳ kheo vui thọ giới cấm, thực hành giáo pháp, làm lành, làm điều chân chánh, kính bạch lớn đạo sư của trời người, Bồ Tát tại gia an trú nơi ở nào? Bồ Tát xuất gia an trú ở nơi nào? Phật dạy Úc Ca: lành thay, trưởng giả có thể phát khởi ý nghĩ mà hỏi Như Lai nghĩa như vậy. Trưởng giả hãy lắng nghe rồi khéo suy nghĩ đó. Ta sẽ vì ông dạy rõ những hạnh cần tích tụ của giới đức Bồ Tát tại gia. Lúc đó trưởng giả Úc Ca vâng lời lắng nghe. Phật dạy trưởng giả: như có Bồ Tát tại gia tu đạo, nên trở về nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng để tự nương theo các công đức, cầu đạo vô thượng chánh chân. Trưởng giả: Bồ Tát tại gia làm sao để nương tựa Phật? Ta đang đầy đủ 32 tướng của bậc đại nhân, những chỗ làm là gốc thiện công đức, tích tụ vô số nguyện, thường hành tinh tấn, vì 32 tướng đại nhân đó, như thế gọi là nương tựa Phật. Thế nào là nương tựa Pháp? Phụng sự giáo Pháp, cung kính đối với Pháp, hiểu rõ nghĩa, vi diệu Pháp, ham học Pháp, thích nghe Pháp, nương tựa Pháp, chỉ cầu nơi Pháp, hướng dẫn Pháp, hộ trì Pháp, trụ ở Pháp, tịch tịnh, khuyên theo chư Tăng, an trú Pháp hạnh. Tại nơi đó mà hành Pháp, làm việc Pháp, thuyết Pháp giới, lấy Pháp lực làm Pháp trụ, thực hành pháp thí để cầu pháp bảo,
lúc ta thành đạo tối chánh giác vô thường chánh chân, nên vì chư thiên loài người thuyết pháp khai ngộ, đó là nương tự pháp. Thế nào là nương tự tăng? Bồ Tát tại gia hoặc thấy bậc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chư Phật hoặc đệ tử hoặc người phàm đều nên cung kính hầu hạ, chiêm ngưỡng đảnh lễ, hạ mình nghe theo lời, không có nghi ngờ, tôn kính cúng dường cho những bậc hành đạo chân chánh. Mỗi tâm niệm nghĩ rằng lúc ta thành đạo tối thắng chánh giác vô thượng chánh chân, nên tất cả chư thiên loài người đã trở thành những cái đệ tử do họ thuyết pháp giới ý cung kính và không khinh mạng, đó là nương tự tăng. Là nữa này, trưởng giả Bồ Tát tại gia có bốn việc để nương tự Phật, nhớ như là bốn: một là ý chí tu tập Phật đạo, hai là đem tâm bình đẳng bố thí không thiên lệch, ba là không ngừng phát khởi lòng đại bi, bốn là tâm không vui theo ngoại đạo. Đó là bốn việc Bồ Tát tại gia nương tự Phật. Là nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia có bốn việc để nương tự Phật, những gì là bốn: một là cùng với các bậc Bồ Tát thiên nhân tu tập, đảnh lễ cung kính theo những bậc đó thọ giáo; hai là một lòng nghe pháp; ba là đem pháp mình được nghe do người khác giảng dạy; bốn là đem những công đức đó bố thí để nguyện cầu đạo vô thượng chánh chân. Đó là bốn pháp của Bồ Tát tại gia nương tự pháp. Là nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia có bốn việc để nương tự tăng, những gì là bốn: một là những bậc đã trải qua quả vị thanh văn duyên giác, ý an trú ở nhất thiết trí; hai là vì những người đem cơm thức ăn bố thí mà thuyết pháp giáo hóa họ; ba là đem đạo giải thoát của thánh hiền dẫn dắt mọi người đạt đến bất thối chuyển; bốn là không lấy việc giáo hóa đệ tử làm sự nghiệp chính mà phải lấy công đức giải thoát để giải thoát. Đó là bốn việc Bồ Tát tại gia nương tựa tăng. Lại nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia thấy Như Lai mà khởi tâm niệm cầu làm Phật, đó là nương tựa Phật. Nghe thuyết pháp lòng nhớ nghĩ đến pháp, đó là nương tựa pháp. Thấy các bậc hiền thánh của Như Lai mà ý nghĩ về đạo Phật đạo, là nương tựa tăng. Lại nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia muốn đầy đủ nguyện bố thí, là nương tựa Phật. Dùng việc hộ pháp để bố thí là nương tựa pháp. Bố thí để cầu là nương tựa tăng. Là nữa, trưởng giả Bồ Tát tại gia làm những việc của bậc thượng sĩ, chẳng làm những việc của kẻ hạ sĩ. Thế nào gọi là thượng sĩ? Như pháp đối với tài sản, chẳng dùng phi pháp, chọn chánh pháp không chọn tà pháp, không phục vụ việc xa quấy, phụng trì đạo nghiệp không đạo hại người khác. Thuyết pháp bố thí nhớ nghĩ đối với tài vật là tưởng vô thường, làm nhiều việc thiện, hiếu dưỡng cha mẹ, thường thích bố thí với bậc cha mẹ, thân quyến trong nhà, bậc hữu tri thức, biết chọn bạn và giao thiệp, khách nhân hạ tiện, dạy cho họ pháp cao thượng, làm việc làm phải đúng pháp, dứt bỏ những gánh nặng và làm tất cả để trừ gánh nặng của ngu uẩn, chỉ thường tinh tấn khiến mọi gánh nặng không còn không khởi, khiến cho những người đệ tử không học quả vị duyên giác được khai ngộ, hướng dẫn trao truyền cho mọi người không ghét bỏ một ai. Ở những chỗ an ổn của thân mà nhớ nghĩ đến vô thường, bố tất cả đều an ổn, không hoặc có lợi hay không lợi, hoặc khen hoặc chê, hoặc nổi tiếng hay không nổi tiếng, hoặc khổ hoặc vui. Những pháp vốn có của thế gian trong quá khứ, tâm không kiêu mạn, không đắm trước vào giàu nghèo, không đắm trước vào tài lợi danh dự khổ vui, như các việc làm của thế gian mà làm đúng chánh pháp. Xét rõ sự tồn tại của sự thật chân chánh để giúp đỡ gia đạo, hỗ trợ hành thanh tịnh để chân chánh trú trong đạo Phật, từ bỏ các lỗi lầm uế nhiễm, thường có tâm bình đẳng đầy đủ các nguyện, cũng khiến cho người khác đủ các nguyện ấy, không lìa xa các hạnh nguyện khiến cho người khác cũng được như vậy. Những việc làm nên đến cứu cánh thì không do dự, thường có nguyện trở lại xây dựng điều thiện, thấy người bần cùng thì phải giúp đỡ của cái, người sợ hãi thì dạy họ không sợ hãi, người sợ lo thì an ủi họ không còn lo nữa, người yếu đuối thì khuyên họ nhẫn nhục,
người giàu mạnh trừ khi họ đường cứu mạng, người cống cao trừ khi họ không kiêu ngạo, cung kính tôn trọng bậc trưởng lão để học hỏi những đức của người xưa, thân cận những bậc trí tuệ uyên bác, thưa hỏi phương pháp hiểu rõ những chỗ nghi ngờ, những thường vì sự ngay thẳng tâm không xiểm định, bình đẳng đối với tất cả, làm theo đạo lý không có tâm hại người, không phân biệt chủng loại, không có lòng mong cầu điều gì cả, vững trụ ở nhất tâm, yêu chuộng tinh tấn, cầu gặp gỡ các bậc hiền thánh, suy nghĩ đề ra phương pháp tu cho chính mình. Gặp người không phải bậc hiền thì vì họ mà khởi tâm thương xót, tâm trú ở từ bi là phải từ bi với pháp tâm bình đẳng. Gặp người không có thầy dạy, người phóng túng thì như pháp mình đã nghe để giảng dạy hướng dẫn họ, nghe rồi suy nghĩ nghĩa lý đó ở nơi cái vui của ái dục kỹ nhạc mà nghĩ vô thường, không tiếc thân mạng, người thân này như sương buổi sớm, tài sản huyễn mộng như bọt nước, người quyến thuộc là oan gia, vợ chồng con cái nam nữ là địa ngục mịt mù, tất cả cảm thọ đều là khổ, nhà cửa sự nghiệp thường nghĩ xa lìa, những điều mong cầu đều phải lấy thiện là gốc, nghĩ nhà cửa là hạt giống, thân quyến tri thức là gần giới địa ngục, người đang không nghĩ những điều khác, thân này không quan trọng mà mình phải coi như là quan trọng, mạng sống này không quan trọng mình phải coi như là quan trọng, tài sản không quan trọng mình phải khiến nó quan trọng, sao gọi cái thân này là quan trọng, có thể vì người khác lao nhọc cung kính tùy thuận đó là thân này quan trọng, hoặc khiến cho gốc thiện không giảm, gốc đức thường tăng đó là mạng quan trọng, ở nơi các pháp không thọ lãnh, không thể nắm tài sản tự hành bố thí đó là tài sản quan trọng. Này trưởng giả Bồ Tát tại gia, đem những điều này so sánh để xây dựng gia đình, đó là việc làm của bậc thượng sĩ tại gia vậy, không mất những điều như vậy là không chấp trước vào giới pháp của bậc chánh đẳng giác như lòng luôn chí thành, việc làm như pháp không thay đổi, không thối thất đối với đạo vô thượng chánh chân. Phẩm giới thứ hai là nữa trưởng giả Bồ Tát tại gia phải thọ năm giới: một là không ưa sát sanh, tay không được cầm dao gậy ngồi để đánh đập hại chúng sanh, không giễu hại người khác, bình đẳng đối với tất cả, tương hành từ bi; hai là không thích lấy của không cho, tự biết đầy đủ đối với tài vật, không tan tài vật kẻ khác, xa lìa những việc nền óc không sâu sáng, phải dừng lại ở chỗ biết đủ, không theo trước cái người khác có, từ ngọn cỏ sợi lông hạt gạo cũng không phạm lỗi không cho mà lấy; ba là không thích tà dâm, từ đối với vợ chồng mà biết dừng lại ở chỗ đủ, không vi phạm sắc dục bên ngoài, không được nghĩ đến dâm dục, thực hành dâm dục mà biết dâm dục là rất khổ, nên tự giữ mình bằng cách quán tưởng như vậy. Đối với vợ mình khởi dục tâm liền phải quan sát những điều ác thường sở dục trần, không nên đem tâm đắm vào ái dục, vì làm như vậy nên khiến người tiến gần đường địa ngục. Từ nơi thân mà khởi tưởng không vì ý tao nhã, không vì sự an ổn, nên lập nguyện tôi từ nay về sau không làm những điều dâm dục, huống gì có niệm dâm dục giao hợp với người khác. Bốn là không thích nói dối, lời nói phải chí thành phải chân thật, làm sao nói vậy, không nói hai lỗi, không nói thêm bớt, muốn không nói sai thì nên tỉnh giác ý nghĩ như cho thấy nghe, đó là điều để hộ trì pháp, dù có mất thân mạng nhưng suốt đời không nói dối. Năm là không uống rượu, không thích rượu, không nếm rượu, để ăn trú vào tánh chân thật, không cuồng say, không ngu muội, không định tĩnh, tâm ý dũng mãnh, nên giữ niệm sáng suốt bố thí những gì mình có mà bậc đạo sư cho đó là vô nghĩa, như đem rượu bố thí cho người khác. Phải nghĩ như thế này, đây vì bố thí độ vô cực nên tùy theo lòng mong muốn của người, không các đất sự còn mong của người, nguyện những loại rượu tôi làm
từ bố thí khiến người nhận được trí tuệ. Ý chí trú ở bố thí mà không loạn. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát đầy đủ tất cả những bố thí rồi vô cực. Phật dạy trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải như vậy để bố thí rượu cho người khác. Đối với Pháp thì không mắc tội. Bồ Tát tại gia thọ trì là việc công đức của giới. Nguyện vì đạo vô thượng chánh chân nên khéo hộ trì năm giới là việc tinh tấn tối thượng. Và có sự đấu tranh thì muốn khiến hòa giải thì không nên dùng lời nói cứng rắn, phải dùng lời nói nhẹ nhàng đầy đủ mà không nói hai lưỡi, lời nói đúng nghĩa không nói phi pháp, lời nói thường phải khéo léo nhưng không mất từ tâm, chấm dứt mọi ý nghĩ sẽ đang làm khổ làm tổn hại chúng sanh. Mặc áo giáp đại hoàng thệ nguyện nơi vì chánh kiến sẽ là tà kiến. Ở việc bố thí cho người không có sự yêu ghét. Phẩm thứ ba, chữa bệnh. Là nữ trưởng giả Bồ Tát tại gia sống ở đất nước quận huyện làng xóm nào phải đem pháp để hộ trì đất nước quận huyện làng xóm đó. Người nào không tin dạy cho họ tin, người không cung kính dạy cho họ cung kính, người không có trí tuệ dạy cho họ có trí tuệ, người không hiếu thuận cha mẹ không coi trọng đạo lý nên dạy họ phép trung hiếu tôn kính bậc lớn tuổi, phụng hành tinh tấn, chỉ tâm cần mẫn tu sửa. Người ít học thì dạy dỗ khiến nghe nhiều học rộng, người nghèo khổ thì dạy nên bố thí, người không giữ giới thì dạy nên giữ giới, người sân nhuế thì dạy cho nhẫn nhục, người lười biếng thì dạy cho tinh tấn, người phóng túng thì giúp đỡ cho nhất tâm, người có hiểu biết sai thì khuyên trở về trí chân chánh, người bị bệnh thì cấp phát thuốc men, người không được bảo hộ thì mình bảo hộ, người không nơi nương tựa thì mình làm nơi nương để họ nương tựa, người không ai cứu thì mình cứu họ, là người hướng dẫn cho tất cả như pháp mà hộ trì. Dạ như có một người bị đọa do đức ác Bồ Tát tại gia nên vì họ một lần hai lần ba lần cho đến trăm lần khuyên họ trú nơi phát thiện, đồng thời trú về công đức của các thiện pháp khác. Bồ Tát tại gia nên vì tất cả xây dựng lòng thương kiên cố ở nhất thiết trí, mặc áo giáp đại hoàng thệ nguyện nên nghĩ thế này: ta nên độ thoát những người khó bỏ điều xấu ác, khó khai ngộ, rồi sau mới chứng quả vị vô thượng chánh chân. Tâm ta như vậy, không vì trực tính, không vua định người, là không ngạo mạn, giới pháp đầy đủ, thành người có đức, mặc áo thành tựu quả vị niết bàn. Tôi y pháp tu hành, không y theo người hành pháp ấy. Mặc áo giáp đại hoàng tự nguyện, nguyện khiến ta thường tinh tấn để trừ được những vô minh si ám, thấy ta hoan hỷ đó là nơi dừng chân của bậc Bồ Tát. Phải suy xét sự thật, không ra lệnh sai lầm không hợp lý. Dạ như có lệnh không hợp lý khiến một người đọa vào ác đạo, Bồ Tát kia đối với Đức Như Lai mặc vô sở trước đẳng chánh giác có lỗi rất lớn vậy. Vì thế cho nên Bồ Tát tại gia tu đạo ở nhà thường phải mặc áo giáp hoàng tam nguyện, nguyện rằng ta nên khiến cho nhân dân các quận trong đất nước không còn người bị đọa ác đạo, giống như trong đất nước quận huyện làng xóm có bị lương y, giả sử có người chết uổng chết oan thì bị lương y đó có lỗi với mọi người. Bồ Tát cũng là như vậy, ở tại đất nước quận huyện đó, ở đó mà không nhớ nghĩ việc cứu hộ người, như có một người đọa vào ác đạo thì Bồ Tát kia đối với Đức Như Lai vô sở trước đã chánh giác là có lỗi vậy. Phẩm thứ tư, sống ô uế. Là nữ trưởng giả Bồ Tát tại gia phải biết phân biệt những việc ô uế tại gia, thường nghĩ thế này:
như thế nào gọi là tay gia, đoạn trừ cái gốc rễ thiện pháp nên gọi là tại gia, không hồi trì các công đức phẩm hạnh được tôn quý thì gọi là tại gia. So với các trần cấu bất thiện, so với những ý tưởng bất thiện, so với những việc làm bất thiện, thường với những cái điều không lương thiện, không tịch tịnh, không phép tắc, khiến không được nhất tâm cùng tụ hội với những người can cường sâu ác, đó gọi là tại gia. Theo đó nên cùng những cái sâu ác có chỗ sinh khởi, đó gọi là tại gia. So với các pháp thế tục tạp loạn của dâm dục sân nhuế ngu si, thường không có được các thiện căn đầy đủ, đó gọi là tại gia. Sống ở trong đó những điều không nên làm nhưng xem nhẹ mà làm, khinh mạng, không cung kính cha mẹ tôn trưởng, Đức Phật Sa Môn, phạm chế ngoại đạo, đó gọi là tại gia. Gia ái dục không nghĩ đến sự buồn khổ, buồn rầu khóc lóc với những điều không như ý, gọi là tại gia. Nhớ đến lao ngục sân hận, tranh đấu bất hòa, kiện tụng mắng nhiếc, gọi là tại gia. Không thể tích lũy thiện pháp là hủy hoại của gốc công đức, chỗ không đáng làm nhưng vẫn dối làm theo. Chư Phật Bồ Tát đệ tử đều không khen ngợi. Sống ở trong đó khiến mọi người đều trở nên lo sợ những sự dâm dục sân hận ngu si, không thể hộ trì giới phẩm vì sẽ bỏ định phẩm, không thể thành hành trí tuệ phẩm, không đưa đến giải thoát phẩm trong tương lai, không khởi phẩm đồ trí kiến, đó gọi là tại gia. Người sống ở trong đó chấp trước cha mẹ anh em vợ con thân quyến bạn hữu tri thức quyến thuộc băng đảng, lo lắng yêu thương không biết nhàm chán, như nước sông chảy về biển, đó gọi là tại gia. Từ đó ô nhiễm tham trước khỏi tư tưởng không có chí, người tại gia có nhiều tư tưởng tham muốn, diệt ác ưu sầu không hạn lượng. Người tại gia hội hợp ân ái như thức ăn ngon, như lẫn thuốc độc. Người tại gia xem oán khổ như bậc tri thức. Người tại gia bác bỏ chánh pháp hiền thánh. Người tại gia thường kiện tụng gây gổ. Vì những nguyên nhân đó, tại gia tham cầu sự tài trí, mến mộ giàu sang nên thường làm nhiều việc thiện ác. Tại gia làm việc không thường, không bền lâu là bại hoại chánh pháp. Tại gia luôn làm việc lao khổ. Thường có sự tham cầu sở hữu, tại gia thường có tâm xấu ác, dao gậy ở trước mặt như quan gia. Tại gia vì thọ nhận cái vô ngã nên khí trôi lan. Tại gia vì không trong sạch mà thể hiện trong sạch. Tại gia như bức tranh dễ đủ màu sắc, chỉ thấy đẹp nhưng nhanh chóng bị phai nhạt. Tại gia như huyễn hóa không có ngã nhưng thường qua lại tụ hội. Tại gia như hoa tu mạng, nở đúng một đúng nở đúng lúc, tàn đúng thời cho nên còn nhiều nhu cầu. Tại gia như sương buổi sáng, mặt trời mọc thì tan, cho nên lo sợ sẽ chết chóc. Tại gia như người làm cha mẹ, vừa ít lo nhiều. Tại gia như tấm lưới, thường lo sợ sắc thanh hương vị xuất phát. Tại gia như mọi chim sắc, chỉ sợ suy nghĩ bất thiện. Tại gia như rắn độc, lo sợ nói nhiều chuyện. Tại gia như lửa đốt thân, làm cho ý nghĩ tạp loạn. Tại gia thường lo sợ oán địch, đó là năm tứ giặc, oán gia, con xấu. Tại gia là ít ăn ngủ, không giải thoát được mọi ràng buộc. Như vậy, trưởng giả, Bồ Tát tại gia phải biết rõ sự ưu ái của người tại gia. Phẩm bố thí thứ năm. Là nữa trưởng giả, Bồ Tát tại gia nên bố thí trì giới, giữ dục tinh tấn, làm nhiều việc thiện. Nên nghĩ thế này, người đem của bố thí là ngã sở, mà người tại gia là không có ngã sở. Bố thí cho người là chánh yếu, người tại gia là không chánh yếu. Bố thí cho người thì đời sau được an ổn, người tại gia vì các khổ đời sau. Bố thí cho người thì không lo phòng giữ, người tại gia thì lo phòng giữ.
bố thí cho người thì không phải lo gìn giữ gìn, người tài gia thì phải cảnh giác giữ gìn. Bố thí cho người là đoạn tận ái dục, người tại gia ái dục tăng. Bố thí cho người là không còn thọ nhận thêm nữa, người tại gia là còn thọ nhận. Bố thí cho người thì không còn sợ hãi, người tại gia còn nhiều lo sợ. Bố thí cho người thì thành Phật đạo, người tại gia thì làm lợi cho quyến thuộc của ma. Bố thí cho người là không cùng tận, người tại gia là không thường. Bố thí cho người là giữ được cái vui, người tại gia thì nắm giữ cái khổ. Bố thí cho người là đoạn tận trần lao, người tại gia thì tăng theo trần lao. Bố thí cho người thì được giàu có, người tại gia thì bị nghèo cùng. Bố thí cho người là việc làm của bậc thượng sĩ, người tại gia là kẻ hạ sĩ. Ý không có tư duy và không có chỗ thọ nhận. Bố thí cho người được chư Phật khen ngợi, người tại gia thì bị mọi người tán trách. Như vậy trưởng giả Bồ Tát tại gia nên bố thí cho người như vậy là hạnh phúc chính yếu. Hoặc thấy người ăn xin thì nên nghĩ ba điều. Những gì là ba? Một là nghĩ họ như thị duy thức. Hai là khiến khởi ý đạt được Phật đạo. Ba là khiến khởi ý đời sau được giàu có. Đó là ba điều, là nghĩ ba điều khác. Những gì là ba? Một là khởi ý trừ tham lam thức đố. Hai là khởi ý luôn có tâm niệm bố thí. Ba là khởi ý không rời bỏ nhất thiết trí. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Thế nào là ba? Một là khởi ý việc làm an ổn rõ ràng vì Như Lai. Hai là khởi ý hàng phục ma oán. Ba là khởi ý không mong cầu báo đáp. Đó là ba điều, là nghĩ ba điều khác. Một là thấy người nghèo khó thiếu thốn, khởi ý gì họ khai ngộ giáo hóa. Hai là khởi ý thực hành bốn ân và không quên ơn. Ba là khởi ý mà mãi không còn chịu sinh tử khổ nhọc. Đó là ba điều, là nghĩ ba điều khác. Một là khởi ý xa lìa dâm dục. Hai là khởi ý xa lìa sân nhuế. Ba là khởi ý xa lìa ngu si. Đó là ba điều. Vì sao như vậy? Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia thấy người ăn xin thì tâm dâm dục sân nhuế ngu si giảm bớt. Như thế nào gọi là giảm bớt? Đem tâm từ bi bố thí tất cả, không còn luyến tiếc lòng dâm liền giảm bớt. Hoặc đối với người ăn xin không có ý sân hận, tâm sân nhuế liền giảm bớt. Hoặc bố thí nguyện vì nhất thiết trí, tâm si liền mê liền giảm bớt. Lại nữa, này chuyện giảng Bồ Tát tại gia thấy người ăn xin thì lục độ vô cực liền được đầy đủ. Thế nào gọi là đầy đủ? Nếu bố thí cho người mà không có ý niệm về người nhận vật được nhận, đó gọi là bố thí độ vô cực, tâm không nản Phật đạo. Đó là trì giới độ vô cực. Thấy người ăn xin không có ý sân giận não hại, đó là nhẫn nhục độ vô cực. Tâm không nghĩ bố thí thức ăn cho người thì mình bị đói khát, mạnh mẽ chia sẻ tình cảm cho người mà không trái với tâm bố thí, đó là tinh tấn độ vô cực. Hoặc bố thí cho người mà mỗi đều không nhàm chán, hoan hỷ không khói tiếc, tâm ý vui vẻ, đó là nhất tâm độ vô cực. Bố thí tất cả pháp không chấp trước, cũng không nghĩ đến báo đáp, đó là trí tuệ. Lại nữa, tuệ giả Bồ Tát tại gia phải xa lìa tám pháp thế gian, không mơ tiếc tài sản danh lợi, vợ con nhà cửa người hầu kẻ hạ châu báu. Ý không chấp trước, không vui cũng không ưu sầu, những gì có được thì không tham lam luyến tiếc. Nên nhớ nghĩ đến hành pháp và quán sát như thế này: cha mẹ vợ con nhà cửa nô tỳ người hầu, từ tham dục mà sanh, đó là nhân duyên khiến ta khởi niệm vui khổ. Những điều ấy có phải loại như ta không? Ta cho là hữu dụng nên thường siêng năng làm những điều như vậy, khiến tăng trưởng các việc ác, đời nay vui hưởng cùng nhiều khoái lạc, đời sau
thì phải gánh chịu nhiều sự đau khổ. Tôi nay phải nhanh chóng gieo những loại giống về sau, nghĩa là phải bố thí, trì giới, trí tuệ, tinh tấn, không có phóng túng, đi đến Phật đạo để độ các góc thiện. Đó là những điều đồng loại với ta, chỗ mong cầu của ta chỉ ở nguyện lực mà thôi. Thà mất thân mạng chứ không vì vợ con năm đời mà phạm các tội ác. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia, tu đạo tại nhà, thấy vợ và nghĩ nhớ ba điều. Những gì là ba? Một là nghĩ đến vô thường, hai là nghĩ không có gì sở hữu, ba là nghĩ không có sự cảm thọ nào cả. Đó là ba. Là nghĩ đến ba điều khác, những gì là ba? Một là bạn khoan lạc đời nay, chứ không phải là bạn của đời sau. Hai là thường tinh tấn phụng trì, giữ gìn ý khi ra vào, xem đó là bạn vậy. Ba là nay vì sự an ổn mà không vì các sự khổ. Đó là ba điều. Là nghĩ ba điều khác. Thế nào là ba? Một là nghĩ đến sự không thanh khiết, hai là nghĩ đến sự ô uế, ba là nghĩ đến sự xấu ác. Đó là ba điều. Là phải nghĩ đến ba điều khác, dĩ nhiên là ba. Một là nghĩ đến quỷ la sát, hai là nghĩ đến loài quỷ thần đi bằng đầu, ba là nghĩ rằng chỉ có sắc. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác, dĩ nhiên là ba. Một là nghĩ đến sự khó no đủ, hai là nghĩ đến sự đọa lạc, ba là nghĩ đến sự không trở lại, không dừng chân. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác, dĩ nhiên là ba. Một là nghĩ đến ác tri thức, hai là nghĩ đến sự tham lam đắm trước, ba là nghĩ đến sự phải bỏ phạm hạnh thanh tịnh. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác, như là ba. Một là nghĩ đến những người đọa ở địa ngục, hai là nghĩ đến những người đọa vào súc sanh, ba là những người bị đọa vào loài ngạ quỷ. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác, như là ba. Một là nghĩ đến sự lo sợ, hai là nghĩ đến cái có, ba là nghĩ đến chấp thủ cái thọ nhận. Đó là ba điều. Là nghĩ đến ba điều khác. Thế đây là ba. Một là nghĩ về ngã, hai là nghĩ về sự không thọ nhận, ba là nghĩ đến sự xa lìa tán loạn. Đó là ba điều. Là được trưởng giả Bồ Tát tại gia ở chỗ nhớ nghĩ phải như thế này. Quan sát vợ mình thì không nên khởi niệm tham ái, đối với con cái thì có tâm thương xót sâu nặng mà không thương xót người khác. Nếu đem ba sự việc để tự căn dán bản thân, giống như là ba việc. Một là đạo Phật là ý bình đẳng, không có ý thiên chấp. Hai là đạo Phật là việc bình đẳng, không làm việc vì thiên chấp. Ba là đạo Phật chỉ hành một pháp môn, không hành nhiều pháp môn. Nên đem ba việc kể trên để tự căn dán chính mình, hoặc phải xem con cái như cừu oán, không phải là thiện tri thức. Vì sao như vậy? Vì điều đó cho nên khiến ta xa rời chúng tánh Phật và các thiện tri thức. Nên phải đem tâm tốt mà nhớ nghĩ Đức Như Lai, đem việc thương xót đối với con cái để phát khởi từ tâm thương xót đối với mọi người, đem cái đức thương bản thân mình và thương xót tất cả. Phải nghĩ thế này: tất cả đều là con ta cũng là con của tất cả. Đối với tất cả những người không nhà cửa, không người thân thì ta thường tới lui chăm sóc. Vì oan gia mà một lần nữa sanh ra, nguyện nơi hành động việc làm của ta không có thiện tri thức, không có ác tri thức. Vì sao như vậy? Như có thiện tri thức thì tăng thêm lòng ái dục, như có ác tri thức thì tất cả không có ái dục trở lại. Ta thường muốn tự mình điều phục tâm mình khi không còn chấp trước, thực hành tất cả pháp, thâm nhập tất cả hạnh nguyện. Người làm việc tà thì lạc đường tà, người làm việc chân chánh thì được quả chân chánh. Vì vậy nên nguyện cho ta không làm việc tà đối với tất cả, đem tâm bình đẳng mà làm như sở nguyện của ta. Nguyện vào nhất thiết trí. Như vậy trưởng giả Bồ Tát tại gia không đáng trước những gì mình có, cũng không có chỗ thọ nhận, cũng không có chỗ tham, cũng không bị ái nhiễm dục, cũng không khởi lên, cũng không khiến không khởi lên. Bồ Tát tại gia đã thấy người ăn sanh đến.
đêm bố đêm được bố thấy phải nên như thế nào? Tâm linh nghĩ thế này: tại đêm vật này bố thấy đúng luật mà làm sẽ trừ được sự lo âu về sự dâm dục sinh tử. Trong chánh đạo, tại đêm vật bố thí lúc chết sẽ ra đi nhẹ nhàng. Ta đem những vật ta có để bố thí, lúc lâm chung ta vui vẻ không hối hận. Nếu tâm niệm ngược lại, không có khả năng ban cho bố thí, ban ơn bố thí. Thấy người ăn xin phải lên khỏi bốn niệm, những gì là bốn? Một là nghĩ về những sự yếu kém nên công đức ít. Hai là vì lỗi của mình. Đối với tâm đại thừa, không được tự do khỏi tâm bố thí. Ba là theo cái ý phát khởi mà làm những điều đã thấy, dốc hết lòng mình nên nhận chịu và bố thí cho người. Bốn là nguyện cho việc làm của mình được đầy đủ như bổn nguyện, và tất cả mọi người nên chỉ dạy cho những người ăn xin đều hiểu như vậy. Này trưởng giả Bồ Tát tại gia, nếu rời lời dạy của Thế Tôn thì không có Phật xuất thế, cũng không có người thuyết pháp, cũng không thấy các bậc thánh hiền tăng phải niệm khắp chư Phật trong mười phương. Khi chư Phật hành đạo Bồ Tát đều luôn tinh cần tinh tấn sau mới thành Phật, đầy đủ tất cả Phật pháp, niệm tất cả chư Phật rồi mới nên khuyến khích người khác cũng làm như vậy. Cả ngày lẫn đêm để ba nghiệp thân khẩu ý của họ được thanh tịnh, hành từ bi bình đẳng, nhớ nghĩ các việc thiện, sẽ lấy các điều mình có nên phải tàm quý, dùng các công đức đó để tự trang nghiêm. Tâm mình thanh tịnh khiến người hoan hỷ, ý chí tin vui với Phật đạo không có tạp loạn. Việc làm thì cung kính chân thật, đoạn trừ cống cao kẻ mạng, nên phúng tụng ba tạng kinh điển, bỏ tất cả các việc ác, sám hối tới 10 việc. Một lòng khuyến khích và hỗ trợ các điều phước, đầy đủ các thứ tốt, chuyển bánh xe phép của chư Phật. Thỉnh nguyện chư Phật chuyển pháp luôn, đem vô lượng công hạnh đó để nguyện sanh vào nước Phật, sống lâu không tật tính. Trưởng giả, tại gia Bồ Tát phải thực hành bát quan trai, do công đức giữ gìn trai giới, phạm hạnh sa môn được thanh tịnh, hành trì những việc thiện của căn bản của Bồ Tát cùng với các giới, để theo đó cung cấp đầy đủ sa môn phạm chí, cung kính phụng sự, không được nhìn vào lỗi của người, tìm những chỗ hay dở của họ. Nếu thấy tỳ kheo phạm giới nên vì chiếc áo cà sa mà khởi tâm cung kính, vì đó là cà sa của Thế Tôn Như Lai vô sở trước đại đánh giác. Nên vì chiếc áo cà sa mà khởi lên trí tuệ giải thoát tam muội giới, đảnh lễ áo cà sa, xa lìa tất cả dâm dục trần cấu. Đó là pháp thần thông của các bậc thánh hiền. Nghĩ như vậy rồi, càng tăng theo lòng cung kính vị tỳ kheo đó, nên đối với vị tỳ kheo đó khởi lòng thương xót lớn. Phạm giới này là hành việc ác, hành giới không thiện, Phật pháp tịch tịnh được nhu hòa. Người có trí khi vào pháp môn của Như Lai để làm sa môn, không tịch tịnh thì không thể nhu hòa, không phải là bậc thánh hiền, hành vi thường lao khổ. Như Lai dạy không có giới nào là không học, vì vậy không được xem nhẹ. Vì sao như vậy? Vì không làm như vậy là người có lỗi, là lỗi của sự tham đắm dâm dục trần cấu. Dùng tâm ái dục để nhìn chứ không phải trạng thái thiện, Phật pháp làm sao được hộ trì? Nếu có thể hiểu trần cấu vốn không thì liệu có thể đắc đạo tối thượng để đến những dục bình đẳng. Vì sao như vậy? Vì trí tuệ có thể diệt trừ ái dục. Thế Tôn dạy các ông không được kính khinh vọng, tướng bình đẳng không hạn lượng. Vì sao vậy? Người muốn đạt tướng bình đẳng thì nên mong muốn tướng bình đẳng của Như Lai. Những điều Như Lai biết không phải là những điều ta có thể khảo cứu. Như thế đối với những người khác, không nên khỏi tâm ác chấp thủ hay dở của họ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.